Ok, hello mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một cái sản phẩm nhỏ nhỏ cũng rất là hữu ích dành cho những bạn chuyên về quay phim. Ok, thì đây, nó chính là một chiếc hộp nhỏ nhỏ này. Một sản phẩm đến từ Ulanzi, một thương hiệu Uudit R015. Thì phụ kiện này là gì? Ok, mình sẽ mở hộp ra là các bạn sẽ biết nó là gì nhé. Nói gọn. Ok, đây. Một sản phẩm nhỏ nhỏ nhưng rất là hữu ích. Uudit R015. Một cái màu copso gắn adapter dành cho những cái phụ kiện như là màn hình quay phim, rồi những cái đèn, những cái phụ kiện khác dùng ốc 1/4 gắn lên chân copso của máy ảnh. Đó, vì bản thân máy ảnh đó, nó sẽ không có những cái vị trí nào cho bạn gắn những cái đèn hay những cái phụ kiện khác như là màn hình quay, viewport hay là atmos. Đó, thì bạn muốn gắn lên bắt buộc bạn phải cần một cái phụ kiện, một cái ngàm gắn, đó chính là cái này đây. Đó, thì mình sẽ giới thiệu sơ về cái sản phẩm này. Thì sản phẩm này thiết kế rất là nhỏ gọn, làm hoàn toàn bằng hợp kim nhôm, kim loại hết, rất là chắc chắn. Và nó có một cái chân cao su dưới đây là để gắn vào máy ảnh ở dưới này. Rồi, tiếp đến thì nó sẽ cho mình khả năng gập 180 độ. Mình nói mình thể gập lên gập xuống như vậy. Đó, phải gập màn hình lên xuống điều chỉnh cái góc nhìn. Cái thứ nhì là nó có thể xoay 360 độ. Rồi mình thể gắn vào đây, mình sẽ xoay vòng tròn. Đó, rất là tiện lợi. Thì để xoay cho dễ thì mình nó đi kèm mình một cái phụ kiện này, một cái thanh gắn. Thì các bạn muốn xoay á, thì bạn chỉ cần là chốt một phần ở đây. Đó, thì bạn có thể vặn lên, vặn xuống, giữ nó lại để bạn xả cái ốc ra. Đó, như bạn thấy không? Đó, và đây là xả lên. Bạn giữ chặt, xong rồi lấy tay bạn đưa lên. Rồi nó sẽ nhẹ hơn. Okay. Tương tự cũng vậy, bạn giữ phần này, bạn xoáy xuống. Đó, bạn đã điều chỉnh được cái độ xoay của nó. Bằng cách vặn cái này, nó sẽ xoay 180 độ. Tùy theo mình. Đó, mình sẽ minh họa ở đây. Ok. Đó, mình sẽ xoay cái này ra. Như vậy mình sẽ xoay cái phần này, nó sẽ cố định xuống cái phần chân lá lại rất là chắc. Nó sẽ không có sợ bị rớt ra ngoài. Đó, mình sẽ điều chỉnh bằng tay lên xuống này. Đó, muốn xoay qua chỉ cần xử như vậy. Ok, rất là đơn giản và rất là chắc nha. Đây, mình sẽ gắn thử. Trên đây mình là một cái đèn của Ulanzi VL49. Mình sẽ làm một cái video clip review về nó sau. Thì video clip này chủ yếu là mình giới thiệu về cái phụ kiện này. Đó, thì bạn muốn gắn vào đây những loại đèn thì mình minh họa, thì mình thể dùng cái này để mình gắn vào nó với dạng như vậy. Đó. Cái này thì mình chỉ là minh họa thôi, vì bản thân cái đèn này nó cũng có một cái chân cao su rồi, nó có thể gắn trực tiếp vào máy ảnh luôn, nó không có cần phải quá cục này. Thì tại đây mình không có cái màn hình máy quay phim gắn lên đây, tại vì cái màn hình quay phim nó sẽ thường nó sẽ không có kèm cái chân này, nên bắt buộc các bạn phải dùng cái cục này để mình gắn điều chỉnh gập lên gập xuống tiện hơn. Đó. Nếu bạn dùng cái chân cao su theo cái đèn Ulanzi VL49 này á, thì nó chỉ gắn thẳng xuống, nó không gập lên gập xuống được. Nhưng với cái phụ kiện này, đó, nó sẽ cho bạn có thể gập đèn xuống. Đó. Chiếu sáng. Đó, rất là tiện. Nha. Xoay qua xoay lại. Đó. Ok, cực kỳ tiện lợi luôn, gặp lên. Đó, nó sẽ tiện lợi cái khâu này, xoay qua xoay lại 360 độ và gặp lên gặp xuống.
Đó, rất là tiện lợi với con. Ok, thì cái sản phẩm này của Ulanzi trên thị trường cũng rất có nhiều, có rất nhiều hãng làm cái phụ kiện này, nhưng bản thân mình thấy thì cái ở cái sản phẩm mà dùng cái tính năng như vậy, mình nghĩ Ulanzi là một cái lựa chọn rất là hợp lý, bởi vì giá thành nó rẻ, phù hợp và thiết kế lại đẹp đó, bằng bu bằng kim loại luôn. Một số loại khác thì vừa nhựa vừa kim loại, những cái này là gần như là bằng kim loại hết hoàn toàn luôn. Đây, một cái điểm cộng rất là lớn và nó hơi nhẹ nữa. Ok, vậy là mình cũng review xong về cái phần sản phẩm này, QXR015. Thì các bạn nếu thấy video mình làm hữu ích thì có thể like ủng hộ mình hoặc là comment đóng góp ý kiến cho mình. Ngoài ra còn có thể subscribe kênh của mình nha, vì mình sẽ luôn luôn làm video mới mỗi ngày, một cái động lực để mình làm video. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều.